chào các bạn. Hôm nay đại lý Toto Tôn Đức chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu bồn cầu một khối của Toto có giá thành tốt nhất, vừa được cho ra mắt vào cuối năm 2019, mang cái mã hiệu là MS855DD8. Thì cái thằng bồn cầu MS855 này á, là nó là bồn cầu một khối với thiết kế là thiết kế thân liền. Và cái mẫu này thì theo tôi đánh giá thì nó được thiết kế với cái thùng nước nó rất là đẹp, về cái hình dạng là thân hình vuông, và cái nắp bồn cầu này là nó thiết kế rất là mỏng, rất là thanh, nhìn nó rất là sang trọng đó. Và ở bên trong của cái bộ xả của bồn cầu này á thì nó có tất cả các logo Toto đều ở trên đây, và nó sử dụng công nghệ mới của Toto là công nghệ xả nhấn hai chế độ, đây chế độ xả đại và chế độ xả tiểu. Và cái bồn cầu này á thì nó được sản xuất là tại nhà máy Toto Việt Nam, có đánh dấu Made in Việt Nam ở đây. Và cái bồn cầu này á thì nó có cái mã hiệu là trên thân cầu á là C885D, và nó có công nghệ mesh Toto Silicon Touch, và logo Toto thì nó được in lên thân cầu này rất là sắc nét các bạn, và nó in là in chìm các bạn đó. Và tôi sẽ giới thiệu qua bên trong của cái bồn cầu này thì nó có sử dụng tất cả những công nghệ mà mới nhất của Toto hiện tại. Thứ nhất đó là công nghệ xả xoáy kép Toado. Thì công nghệ xả xoáy kép Toado này á thì nó giúp chúng ta là chúng ta xả nó êm hơn và nó sẽ tiết kiệm nước hơn. Như bồn cầu này á là nó xả đại là 4.5 lít, còn xả tiểu là 3 lít, và nó thiết kế nâng cao cái lồng của cái chậu này lên đó, để giúp là khi mà chúng ta xả nước á thì nó sẽ dễ dàng đẩy cái chất bẩn xuống dưới hơn đó. Và công nghệ men Toto Silicon Touch á thì nó được tráng một cái lớp men ở trên cái thành bồn này các bạn, và bên trong lồng cầu, và nó đi vô trong sâu bồn cầu bên trong thọ. Thì cái lớp men này á là cái lớp men theo công nghệ là công nghệ độc quyền của Toto, và nó có giúp là chức năng là chống bắt bẩn tốt hơn và giữ cho cái màu men, cái vệ sinh ở bên trong lồng cầu nó tốt hơn đó. Và cái bồn cầu này á thì nó được thiết kế với cái thân ở dưới này, là phía trên này á là phía là thân đầy, và bên trong á thì nó là cái thân mà nó hiện con thỏ, đây là con thỏ của cái cầu, nó sẽ hiện ở đây luôn đó. Và cái con thỏ của cái cầu này á là nó con thỏ này là con thỏ liền với bồn cầu luôn các bạn, nó không phải là con thỏ rời như cái thằng lồng thỏ bẩm mà trước đây của Toto nữa đó. Và cái bồn cầu này á thì nó đang được kết hợp với cái nắp này là nắp TC600VS, thì cả tổng của bộ này nó sẽ là MS855DD8. Thì ngoài cái dòng nắp này á thì có thể kết hợp thêm những cái dòng nắp động cơ, nắp điện tử thì của Toto thì đều có thể kết hợp được và gắn với bồn cầu này. Tôi theo đánh giá là rất là đẹp. Về cái thiết kế và cái chiều cao của bồn cầu này nó không quá cao, và nó cũng rất là phù hợp với những cái hộ gia đình đó mà muốn sử dụng bồn cầu Toto một khối mà có giá thành mà nó vừa phải, thì mẫu này rất là phù hợp. Và về những cái công trình mà nó có sự mà chủ đầu tư mà họ muốn yêu cầu sử dụng bồn cầu Toto một khối thì cái mẫu này cũng sẽ rất là phù hợp với những cái công trình mà có số lượng nhiều như vậy đó. Và hiện tại thì cái mẫu này thì đang được trưng bày tại đại lý Toto Tôn Đức chúng tôi. Nếu mà các bạn có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng thì có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Hà Nội. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng cho các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và khu vực tỉnh thành lân cận. Hoặc là các bạn có thể nhấp vào cái đường link bên dưới sản phẩm, chúng tôi để một cái đường link, các bạn nhấp vào chi tiết vào website tdm.vn, thì trong đó chúng ta sẽ có đầy đủ các thông tin của nó và giá bán là những hiện tại, và có thể bấm nút đặt hàng và để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ tư vấn và giao hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.